Và hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với channel của mình. Mình là Kiro đây. Ok, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ trở lại với những series tập về sinh tồn mini world. Hey, thì ngày hôm nay là đây là ngày đầu tiên của năm 2019, nên là chắc là mình sẽ làm một cái gì đó đây. À, hay là mình sẽ làm một cái căn nhà ở dưới nước nha mọi người. Nghe cũng hay phết. Mình sẽ đi chuẩn bị đồ đạc đây, để xem là chúng ta có gì. À, mình có vàng nè. À, cái kiếm này mình mới mua được nè mọi người, kiếm bảo đại. Nhưng mà mình thấy nó cũng bình thường à, là mình mất khoảng mấy chục sao. Cái thứ mình cần tìm đâu ta? Mình muốn lấy cái con gà. Hồi trước mình còn khá nhiều đây. Mình sẽ ăn nó và đi nhanh hơn. Chúng ta sẽ lấy thôi, gỗ thông không cần. Không biết là còn đá không. Mình đang cần một lượng đá để mình xây nhà. Mang theo cái lò nung này mọi người. À, gỗ cây ăn quả. Rồi mang xẻng theo. Còn gì nữa không nhỉ? Mình thôi chắc là vậy thôi. Rồi chúng ta sẽ lấy sau. Ở cái rương này là có mình không nhớ rằng là đá của mình nó đâu hết rồi, hay là vì mình trục hết đá rồi ta? À, mình thử đi xuống dưới kia xem. Hey, căn nhà, chúng ta sẽ xây một căn nhà mới với 127 sao. Một căn nhà dưới nước mọi người ạ. Mình chắc chắn là mình sẽ không làm cửa rồi. Mình sẽ không làm cửa ra vào nhé mọi người. Và mình sẽ làm một cái kiểu ra vào khác. Đâu rồi, Phi. Sao cậu Phi tớ? Tớ có làm gì cậu đâu. Ở đây một còn một cái hầm bí mật của mình nữa. Lâu rồi mình chưa xuống đây. Và nó chả có cái gì cả. Ôi no, chả có cái gì hết. Ây dạ, nó Phi đâu quá mọi người ơi. Thôi bây giờ mình sẽ đi tìm địa điểm để chúng ta sẽ xây căn nhà. Đây, để mình ăn cái này vào chạy cho nhanh. Các bạn chế con gà, các bạn chạy cho nhanh. Cái này chắc là các bạn chế bắp cua nhiều các bạn cũng biết đúng không? Đi rất là nhanh. Hình như tăng 15% hay là 25 gì đó, mình không nhớ. Chạy như siêu nhân, Superman luôn. Cái này chúng ta cộng thêm một cái, chúng ta sẽ làm thêm một cái áo choàng nữa, là chạy nhanh cực. Chỗ này có nước này mọi người ơi. Có lẽ là mình sẽ xây ở đây. Bởi vì ban đầu mình tính là mình xây ở biển đó, nhưng mà chỗ mình cách cái biển đó, nó khá là xa mọi người ạ. Nên là khó. Xây ở biển thì nó cách khoảng mấy ngàn bước lận, xa lắm. Nên là chắc là mình sẽ xây ở gần đây thôi. Khu này được nè. Mình thấy khu này ổn nè. Nhưng mà đâu rồi. Nhưng mà phải xem là nó có rộng với lại sâu không đã, thì chúng ta mới xây. Ở đây có sâu không mọi người? Ui, ở đây có mấy con cá chết rồi nè. Mấy cá đánh nhau chết. Chỗ này có vẻ rộng nè. Chỗ này rộng nhưng mà nó hơi nông mọi người ơi. Và là đa phần là chỗ này là nông. Mình đánh giá là khu này khá là đông. Ê, chỗ này được nè. Chỗ này mình thấy là ổn. Ôi, không biết là mình không mang vàng theo rồi. Mình chế cái xẻng á, xẻng vàng là làm cho nó nhanh. Nhưng mà thôi, chắc là chúng ta sẽ làm ở đây nhá. Chúng ta lấy xẻng kim cương. Kim cương thì cũng không được lắm, thôi kệ. Cái này không có skill luôn nhỉ. Chỉ có xẻng vàng mới có skill thôi. Mình sẽ đào cho bằng phẳng xuống, cho nó rộng ra mọi người ạ. Mấy cá này khó chịu ta. Trong lúc chúng ta đào thì mình sẽ gọi là gửi đến các bạn một bài hát. Gọi là nhỉ, chú cá con à. Chú là chú cá con, có đôi là đôi mắt tròn. Chú ngồi học bài xong rồi. Ủa không phải, chú ngồi học bài một mình bên hố bom cạnh vườn xoan. Ba con cá rô non cùng ba con cá rô phi. Phải không ta? Mình không nhớ nữa, thôi bỏ đi. Chắc là chúng ta phải cần. Ok. Đây là chỉ là một hiện tượng lỗi game thôi các bạn ạ. Không phải tại vì mình không để ý đâu. Xài quá xài. Tại chúng mày đấy. Đi ra. Bọn cá. Tất cả là tại bọn cá các bạn ạ. Không phải là tại mình.
không phải là tại mình gà đâu, chính là bọn cá nó làm cho mình bị đuối nước đó. À, thôi thêm một lớp nữa đi. Mình nghĩ là chúng ta nên thêm một độ sâu nữa. Mình muốn cho nó sâu một xíu, nó không quá là nông. Cái bọn cá này là tao tao sẽ gọi là tao sẽ để cho chúng mày sống, khi nữa tao sẽ thịt chúng mày. Bu hơi nhiều nha. Cái gì đây? Mấy bạn tính gì đây? Xin tiền đúng không? Tao không có đâu nha. Hay là làm gì đây? Làm gì có đồ ăn mà cho chúng mày ăn? Trời bắt đầu tối rồi mọi người ơi. Căng quá, trời sắp tối rồi. Bây giờ lấy cái này ra đã. Rồi còn hai hai bung bóng này. Lên. Chắc là mình sẽ phải về nhà lấy cái xẻng. Và tiện thể là mình sẽ đi lấy gỗ, đồng thời là mình cho trời sáng luôn. Chứ hơi tối nha. Tối quá chả làm được gì hết mọi người ạ. Ui bay. Nhảy gì? Ui ui. Đây là một căn nhà thứ hai của mình, nó sẽ gần với cái khu rừng gỗ đỏ và thảo nguyên hơn, cho gọi là tiện lợi cho việc mình đi lấy nguyên liệu. Chúng ta sẽ xây một căn nhà gọi là trang trí Tết đi. Chúc mừng năm mới 2019. Không biết là các bạn thế nào rồi? Các bạn có đi đâu chơi sau những ngày nghỉ lễ chưa? Chắc hôm nay là ngày mai là các bạn đi học rồi đúng không? Chúng ta được nghỉ là hình như là các bạn được nghỉ 3 ngày thì phải. Chủ nhật, thứ bảy hay là 4 ngày ra, thứ bảy, chủ nhật, thứ hai, thứ ba. Quá đã luôn, tha hồ đi chơi. Ui, đừng đánh tao. Tao chỉ đi chơi thôi, tao đi chơi Tết thôi. Chúng mày đi chơi Tết đi. Chúng mày đừng đánh tao. Ủa, ủa, ê. Bởi vì bây giờ là ngày thứ bao nhiêu nhỉ? Ngày thứ 83 rồi, nên là cái bọn quái nó rất là đông các bạn ạ. Mình khá là mệt mỏi với cái bọn này. Nó cứ gặp mình là Ankiro, Ankiro, rồi xong nó ném lao vào mặt mình cái bắc phát. Ưa, đau quá. Kiểu như nó gặp, ê, Kiro, trả nợ chưa? Chết rồi, chế nhầm rồi. Thôi kệ, chế nhầm quốc rồi. Không sao, vậy đi. Chế nhầm cũng được. Chúng ta cũng sẽ vẫn dùng quốc. Chắc là chế thêm một cái xẻng nữa. Bởi vì hút cát khá là nhanh. Quay trở lại, chúng ta sẽ quay trở chỗ kia. Cũng may là mình còn cái đầu lâu kìa, mình chết đuối rồi đó. Nhảy cao nào là bay cao nào, nhảy xa nào là bay xa nào. Ui ui, coi chừng vấp ngã nha, vấp ngã nha bé vô xong. Du, đây là khu rừng, chào mừng các bạn đến với khu rừng của mình. Đây là rừng mình trồng nha. Đó, xa xa kia là rừng đỏ mình cũng trồng luôn nha. Hồ kia là mình cũng hồ của mình luôn nha. Mặc dù là mình cũng không biết là hồ tên gì. Giới thiệu với các bạn, đây là Vịnh Hạ. Vịnh Hạ Rô. Không phải Vịnh Hạ Long mà là Vịnh Hạ Rô. Bởi vì nó rất là xấu. Ui. Đến chưa ta? Chưa đúng không? Chỗ kia hơi xa, nhưng mà nhà cách xa vậy là vừa. Chỗ phải chỗ này không ta? Đúng rồi, chỗ chỗ này. Đào đào bên này ra đúng không? Xẻng vàng này. Ui rồi ôi, mình chợt nhận ra là xẻng vàng chúng ta đào ở dưới nước thì nó không có nhảy, gọi là nó không có 5 ô được. Một sự sai lầm đến từ Kiro. Thôi không sao, đó là một bài học. Vậy là các bạn cũng lưu ý rằng là xẻng vàng không đào nhiều ô được ở dưới nước. À, hết oxy rồi. Mình ra mình chặt tí cây vậy để làm nhà. Ôi hơi hơi đói, hơi đói. Ăn ăn miếng nào. Đói quá. Làm nhiều hơi mệt mọi người ạ. Có cái cây gì lạ nhỉ? Xem trong lọ gì không? Không có gì hết.
để oxy đầy thì mình lại lội xuống, mình lại lội sông. Đây rồi, chúng ta lại lội sông để làm nền. Ui, đâu rồi? Đoạn nào ta? Đây. Bap 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 bap. Chúng ta lại tiếp tục trở lại với bài hát chú cá con. Chú là chú cá con, có cái mồm là mồm bé tẹo. Chú có muốn vào chảo mỡ hay không? Hay là chú muốn vào nò nướng đây? Ôi dồi, bù đồng quá. Bù đồng quá các cậu ơi. Tớ mới chuyển nhà thôi mà các bạn hàng xóm này bù hơi nhiều. Ơ, ngộp thở, ọp ọp. À. Đây, lên lấy gỗ tiếp mọi người ạ. Chặt cái này thì sẽ nhanh hơn. Và đồng thời nó sẽ rụng cả lá cho mình luôn. Bao nhiêu rồi, 22 gỗ là chưa đủ đâu nha mọi người. Mình sẽ xây một căn nhà tầm 10 ô đi. Cao, à gì ạ, dài 10 ô, rộng 10 ô, tức là một hình vuông 10 ô không biết là có to quá không nhỉ, mình nghĩ rằng là không to lắm đâu. 10 ô là vừa, nhưng mà mình phải cần chỗ này nó rộng hơn. Đây, chỗ này đây, chúng ta cần phải rộng hơn nữa. Chứ nhỏ bé là không được. Nhỏ bé thì làm sao mà có thể trồng được. Anh nhầm, có thể xây nhà được. Đắp cái này lại. Bao nhiêu rồi ta? Mình sẽ đặt đá xuống luôn nhá. Mình sẽ sử dụng loại đá này. Ờ, đâu rồi? 1 ô. Đi ra. 2 ô, 3 ô, 4 ô, 5 ô, 6 ô, 7 ô, 8 ô, 9 ô, 10 ô, đúng không? 2, 4. Từ chết rồi. Đang thở rồi. Trời ơi, đi ra mấy con cá kia. Mấy con cá đáng ghét. Chẳng lẽ ta lại tiêu diệt chúng bay. Các bạn phải biết rằng mình là một con người hiền lành. Mình không bao giờ gọi là đánh những con thú đáng yêu như vậy cả. Một con người gọi là dễ thương, thân thiện. Kiro thân thiện. Kiro không có gọi là đánh động vật bao giờ cả. Ngay cả những con kiến nhỏ bé mình còn có thể gọi là tha thứ cơ mà. Uống gì với những chú cá như vậy. Thậm chí là kể cả những con ruồi, con muỗi nó có đậu vào thì mình cũng né ra thôi. Chứ mình chả bao giờ hành hạ thú vật cả. Đâu rồi? Ờ à, đây rồi, mình phải đi xuống mình đào tiếp thôi. U này, à, bị gì ơi, bị dính độc các bạn ơi. Chúng ta đụng vào cái cây kia là chúng ta bị dính độc. Hình như là vậy. Mình thấy nó chuyển sang màu xanh. Có thể gọi là trúng độc không mọi người? À, bao nhiêu ô nhỉ? Đếm lại xem nào, nãy giờ đếm hơi nhầm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, vậy là chúng ta có 10 ngón tay thật là đều. Mặc dù điều đấy không liên quan lắm. Có lẽ là chúng ta chuyển sang lấy đá thôi các bạn à. Mình thấy hơi bị hết đá rồi nha. Nhưng mà đá lấy ở đâu bây giờ? Khu này toàn là cát thôi. Toàn là cát với lại đất gì đấy. Cái này còn có cái gì? Cái này là đá gì đây? Tiện đường làm nhẹ cái cây nè. Chặt nhẹ cái cây yêu dấu. Rồi sao đá để đâu? À mình nghĩ rằng là ở đằng trước có đá mọi người ạ. Ở trước này nè. Đúng rồi, trước này có đá. Ôi dồi ôi, mình đoán chuẩn thế nhỉ. Tự nhiên mình thấy mình giỏi đột xuất. Đấy, đá đây, đá đây. Chúng ta chỉ cần lấy tầm 40 viên này. Và cần thêm bao nhiêu nữa ta? 4, 16. Vậy là mình chắc là mình phải lấy tầm 56 viên nữa. Đâu rồi, ơ, chúng ta có cuốc vàng cơ mà. Chúng ta phải dùng cuốc vàng chứ. Nhà mình giàu mà mình phải dùng đồ vàng. Chơi rồi, chơi sang mọi người ạ. Bao nhiêu rồi? 40 rồi. Cứ lấy nhiều nhiều vào rồi dùng luôn một thể cũng được. Đá thôi mà, có cái gì đâu. Mỗi có khi là mình sẽ chế cái máy tạo ra đá cho nó nhanh. Chúng ta khỏi phải đi khai thác làm gì. Mọi người thấy hợp lý không? 64, ok rồi. Đủ rồi. Quay lại thôi. Quay lại với cái công trình.
đang còn dang dở công trình của Kiro, ngôi nhà dưới nước. Ừ, mà nó nằm ở đâu ta? Ở dưới này. 2 này, đây là 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ở đây chứ. 10 ở đây nha mọi người. Mình sẽ đào gọn mấy cái này ra. Chúng ta cần phải gọn ghẽ sạch sẽ, thơm tho. Ô, hơi đuối. Đuối nước. Mình sẽ chế một cái rương công cụ. Cái rương này thì mình sẽ để ở đây nha các bạn. Đây, 280 gỗ. Wow, chúng ta có khá là nhiều cát đây. Tiện thể thì mình sẽ... Thôi xong rồi. Xong rồi các ông ơi. Tôi quên là tôi chưa lấy than. Để xem tọa độ nhá. Các bạn nhớ hộ mình nhá. 403-693. 403-693. Tí lại quên thì không biết đường nào mà lần đây này. Nhập 403-693. Về nhà thôi. Về nhà lấy thêm than. Bởi vì các bạn biết không, mình xây nhà dưới nước mà mình phải có kính chứ. Nó nhìn nó mới phong thủy, nó mới khung cảnh, nó lãng mạn, nó thơ mộng. Rồi chúng ta sẽ thả những chú cá mập dễ thương, hiền lành, không ăn thịt ai bao giờ cả. Đấy, nó đẹp, có thể gọi là một cái khung cảnh tuyệt đẹp các bạn ạ. Ui, sao? Ui. Đâu rồi? Có vẻ như chúng ta không bị lạc đường đâu. Mình nhớ đường mà, trời ơi, mình nhớ đường này đường quen mà. Thực ra thì chúng ta có cái cánh thiên thần mà chúng ta biết. Ôi, bọn này làm gì đây? Chúng mày ngủ dưới nước à? Bọn heo này nó ngủ dưới nước mọi người ạ. Thì nữa mình sẽ tiêu diệt chúng nó hết. À nhầm, không được, mình không được sát sinh, quên mất. Mình là một con người hiền lành, rô thân thiện. Đấy, mình là một Kiro thân thiện, một người chơi mini war thân thiện, hiền lành, không gọi là không thành hạ thú vật. Đâu rồi, than đâu rồi ta? 21 viên này, còn không ta? À đây, à, lấy lúc ấy mình tính lấy gì nữa nhỉ? Mình còn tính lấy gì nữa không ta? Lấy tiện thể luôn chứ đỡ mất công. Có gì tân nữa ta? Hết rồi, thôi tiếp tục quay trở lại với cái nơi mà chúng ta đang xây. Các bạn có muốn mình gọi là hát một bài gì không? Tôi chắc là không ai muốn nghe mình hát rồi. Ui, chạy rất là nhanh mọi người ạ, chạy đã thật. Mình cũng không xác định rằng là cái nơi mình xây ở đâu, nhưng mà mình biết rằng là chúng ta cứ đi theo ven ở đây nữa là chúng ta sẽ tới. Phải đây không? À không phải ở đây. Là nó nằm ở trên. Tiếc là chỗ mình chỉ có sông thôi chứ chỗ mình không có biển, buồn quá. Có biển là vui rồi. Có biển là mình xây thủy cung hay là xây gì đó được rồi. Mà khổ nỗi chúng ta không có biển mọi người ạ. Các bạn biết không, cái biển của mình là cách xa âm bao nhiêu á? Âm 2000 hay âm 3000 gì á? Nó xa ơi là xa luôn. Ủa sao chưa tới ta? Có thể là bên kia. Không phải chỗ này, à chỗ kia đúng rồi. Đấy rồi, mình thấy cái bàn chế tạo là mình biết là đúng rồi. Ok. Đây là mình xây phần móng nha mọi người. Chúng ta làm nhà là chúng ta phải có móng. Trong khi chúng ta còn phải xây nhà dưới nước mà, nên là chúng ta cần phải cái móng rất là vững chắc. 1 2 3 4. 2 3 4 ok chưa? Chắc là vậy đi.
ui 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 từ từ, mình cũng chưa hình dung nó lắm là độ cao của nhà của chúng ta thì cần bao nhiêu là nó thoải mái nhỉ. Mình xây trên bờ mình còn so sánh được chứ xây dưới nước là mình cũng quên mất rồi. Để mình thử xem. 1, 2. Các bạn nghĩ là cao bao nhiêu thì ổn? Ở đây là 3 ô nhá. 4. Ôi. À, nó bị sụp, không sao. 4 là như vậy. Thôi 4 là hợp lý rồi các cậu ạ. Mình nghĩ 4 là đẹp rồi. Xây 5 thì nó lại cao kiểu như nó sát mặt nước quá cũng không hay. Mình thống nhất, chúng ta thống nhất với nhau là 4 đi. 4 là đẹp. Giờ mình nhớ ra mình phải chế cái chai oxy ấy các bạn để thở dưới nước chứ là vậy nó sẽ hơi lâu. Nhưng mà các bạn thông cảm rằng là mình cũng muốn xây nhà ngay. Ui. Hết gỗ, nên chế gỗ. Quên nãy chưa chế gỗ. Quên là chưa bỏ than vào luôn để làm thủy tinh. Đây. 280 gỗ nha mọi người. Không biết là có đủ không đây. Sắp xếp à, thoải mái ô. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 16. Xong. Tiếp tục thôi. 1, 2, 3, 4, 5. Ấy, à không, không sao. Thế chẳng lẽ mình sẽ nhốt cái bọn đáng ghét này lại ta? Mình không thích bọn cá này lắm. Nó làm mình xây nhà không được mọi người ạ. Bởi vì nó đứng vào ấy, thế là mình bị kẹt, mình không có thể bấm vào được. Tất cả là tại những chú cá không đáng yêu. Rồi xong hết oxy. Ráng, ráng tí nữa, ráng tí nữa. Mém nữa thì ngộp thở rồi. À, còn một cái lò nữa này. Qua kia. Làm cho nhanh. Chắc là mình sẽ phải cần thêm gỗ đó mọi người. Mình sẽ cần phải thêm gỗ thôi. Mình nghĩ là không không đủ đâu. Ê, chúng ta có nên lấy gỗ này không nhỉ? Gỗ này có đẹp không ta? Mình thử xem. Gỗ bạch dương này. Nếu mà giả sử mà làm nền á, nền lót á thì có đẹp không nhỉ? Máy móc kiến trúc hay là... Ồ, không đẹp rồi. Thôi lấy cái này cũng được. Mình sẽ chọn cái này vậy. Mình sẽ không lấy gỗ bạch dương. Gỗ bạch dương thì chắc là xây thành thành nhà thì đẹp. Còn xây nền nhà thì chắc là phải dùng gỗ cây ăn quả rồi. Nhưng mà bởi vì mình lỡ xây nhà bằng cây ăn quả rồi nên là thôi. Chúng ta cứ dùng cây ăn quả thôi cho chắc. Mình thường hay dùng nhà cây ăn quả quen rồi. Ui dồi ôi, các bạn ơi, các bạn đi ra cho mình xây các bạn ơi. Các bạn cá dấu dấu ơi. Đã bảo không đi ra này, đánh cho này. Ở đây có mấy con cá màu xanh xanh nữa mọi người ơi. Xong rồi. Vậy là cái bước hoàn thành ở đây là coi như là tạm xong rồi nha mọi người. Bây giờ mình sẽ lót cái sàn. Cái sàn mình vẫn khoái cái sàn kiểu như vậy. Vẫn thích kiểu sàn như vậy nhất. Bây giờ cái này là 9 đúng không? 9 nhân 9 là bao nhiêu nhỉ? 9 nhân 9 76 hay là à 81, quên, mình đùa các bạn thôi chứ mình giỏi toán lắm, hồi xưa mình toàn là 1 2 đều đều không à. Các bạn yên tâm về trình độ toán học của mình. Đây, vậy là như đủ, như đây là đủ nè. Cứ rồi ok. Oxy hơi thiếu nên là hơi đắn đo một xíu các bạn ạ. Đây, vậy là công cuộc gọi là cái móng của mình là cũng ok rồi. Có vẻ như là các bạn sẽ thấy một căn nhà rất là đẹp. Căn nhà năm mới 2019. Mình biết là mình sẽ hết oxy rồi nhưng mà mình sẽ cố gắng.
cố gắng. Ui rồi ôi, thiếu một viên này, thiếu một ô này mọi người ơi, thật là kỳ diệu. Một viên nữa và chúng ta sẽ lấy thủy tinh ra. Thủy tinh nè, mình sẽ làm trần thủy tinh. Đấy, chúng ta không cần phải có cửa nha mọi người. Mình không thích xây cửa lắm. Nếu mà các bạn xây cửa thì cũng được thôi, nước nó sẽ cũng không vào đâu. Nhưng mà bởi vì mình nghĩ là một trò nó lạ lạ, nó hay, nó cho nó hay hơn một xíu. À, ở dưới này chắc là chúng ta sẽ trang trí thêm căn nhà của mình. Gỗ, có gỗ rồi, đầy lên. Vậy thôi, tôi làm cái này trước đi mọi người ạ. Tập trung làm cái mấy anh cá đi ra nha. Ok, chúng ta vẫn phải đợi thôi, bởi vì cái thủy tinh kia chưa làm xong. 1, 2, 3. Các bạn, theo các bạn thì lên đây đi. Rồi mấy anh ơi, mấy anh hai đi ra cho em đi, em xây thôi mà, em xây nhà thôi mà, mấy anh hai bu gì mà bu dữ vậy. Làm miếng thịt nghe xem nào, hơi đói, không biết là có đủ hay không đây. Bên này hết than rồi, căng quá. Mình nghĩ rằng là chúng ta vẫn sẽ đủ lượng thủy tinh để làm cái này. Mình còn phải xây cửa sổ bên kia nữa. Hy vọng là các bạn cá ra kịp, không là các bạn sẽ bị nhốt ở dưới mãi mãi. Mình bảo rồi, các bạn mà không lên kịp là các bạn bị nhốt ở dưới, ráng chịu nha. Trời bắt đầu tối rồi mọi người ơi. Trời tối rồi. Mình rất là sợ trời tối nhá. Hồi xưa mình cứ nghĩ là mình có kiếm VIP là mình sẽ không sợ. Thực ra mình cũng vẫn sợ. Ôi. Có lỗ đi. Rồi mình sẽ chế một cái cây ghế để gọi là đường vào đường ra. Cái ghế đâu ta? Ghế này là ghế này chưa mở khóa à? Ghế này cần da và gỗ thôi, xong có da rồi. Ok, may quá. Có da rồi, đỡ, tưởng là chưa thiếu da chứ lại. À nhưng mà da này là phải cần, ôi đủ luôn này mọi người ơi. Đâu rồi? Da đâu? Lúc nãy là mình thấy là chế da bằng cái gì ta? Ủa? Hợp thành thế nào? Ủa? Mình có da rồi mà, mình muốn chế cái mảng da lớn ấy. Nó có ghi mà. Đây này, cần phải tơ à? Tơ thôi xong. Thôi xong mới chế. Thôi về. Về nhà đã. Lại phải về nhà. Tiện thể là cũng cho trời sáng luôn. Các bạn thông cảm. Đi về về. Mốt là có khi phải làm máy bay hay là cái gì đó, ô tô nhỉ. Đi cho nó nhanh chứ còn đi bộ hơi lâu. Mốt mình sẽ làm một cái đường ray nhá, để mình đi từ nhà này sang nhà bên kia cho nó dễ. Ôi, đoạn này trời mưa này. Đoạn này mưa hơi to. Mưa to quá, chả thấy gì cả. Mưa quá to. Mưa quá to. Mưa rất là to. Mưa rất là to. Chỗ này là chỗ không bao giờ tối luôn.
một rừng thông của mình, một nơi mà không bao giờ tối. Nó như là một cái gọi là cái đèn vậy ấy. Nhưng mà có lẽ là mốt mình sẽ xây. Ú hồn, ông chứng không làm gì ở đây đây, không biết là có ông nào phá cái phi thuyền của mình hay không đây. Ngủ nhẹ nó xem nào. Lúc nãy mình tính lấy cái gì nhỉ? Tính lấy tơ đúng không? Tơ đây, ui dồi, tơ tha hồ các bạn ạ. Hai đủ luôn. Rồi cần gì nữa không ta? Kiến trúc phần này chúng ta cần, ôi dồi, que gỗ dễ, đơn giản một đây rồi. Để xem là còn than hay không nhỉ? Sao lại hết than rồi? Mình nhớ rằng là mình có khá là nhiều than mà tại sao mình lại hết than được nhỉ? Buồn vậy. Thôi quay trở lại thôi. Cũng may là mình có để tơ. Ôi chạy ở thân yên kia. Ui thân yên chạy ở trời sáng rồi, không về nhà mẹ tìm bây giờ. Chui xuống đất luôn. Bên kia để xem nào, căn nhà này thì có nên làm hầm bí mật không mọi người nhỉ? Mọi người nghĩ xem là chúng ta có nên xây hầm bí mật hay không? Nhảy qua đây. Ôi, ở đây có sắt nè, nhưng mà mình lại không cần sắt. Chúng ta cứ đi ven cái con sông này là chúng ta sẽ biết rằng là nhà mình ở đâu ngay. Hay là đây. Cần nữa mà. Mình sẽ xây, mình sẽ để cái ghế ở dưới này. Rồi mấy anh ơi. Lạy mấy anh đi ra. Đùa à? Các bạn nghĩ rằng là mình đùa với các bạn sao? Rồi. Các bạn chỉ cần đặt cái ghế ở đây. Ok. Sau đó mình sẽ chặt cái này ra. Đó. Chúng ta qua bằng đường này. Và nước nó sẽ không trôi xuống dưới đâu nha mọi người. Nước nó sẽ không không thể chảy xuống. Nó bị chặn bởi cái ghế rồi. Thủy tinh đây rồi. Mình sẽ xây sẽ đập đoạn này ra và mình sẽ ốp thủy tinh vào. Ấy, thủy tinh ốp này là phải ốp bằng kính cơ. Ốp thủy tinh là phải ốp kính nó mới đẹp. Ốp cái kia nó không có đẹp. Thôi xong, lại bị sặc nước rồi. Sặc nước rồi, đau quá. Đâu rồi ta? Chúng ta phải chế kính này này mọi người. Kính này là nó mới đẹp. Cái kia bình thường quá. Có gì ăn không ta? Có thịt bò nè. Đầy chưa? Rồi mình xuống nè. Rồi đi ra nha các cậu. Ơ xây vậy không đẹp lắm mọi người ơi. Đập vỡ đi. Nghĩ rằng là ở đây đi. Ở đây thì đẹp hơn. Và bên kia cũng vậy, mình sẽ xây 4 góc. Bây giờ làm sao mà để cho nước nó hết đi bây giờ ta? Mình có cát này. Mình có cát mọi người ạ. Mình sẽ dùng xẻng. Ok. Dùng mà đặt cát là nó bị văng ra này. Hay như vậy. Chịu khó mọi người ơi.
khó, chịu khó một xíu. Mất một sao không sao cả. Đỡ phải chỗ này mình chưa đặt à? Mình hy sinh, mình chấp nhận là mất một sao luôn. Làm cho nhanh. Có một sao đáng gì bây giờ, sao chúng ta cũng đâu để làm gì đâu, giữ làm gì đúng không mọi người? Sao kiếm dễ mà, mốt mình sẽ chế cái máy farm sao. Máy farm sao có một số, có rất là nhiều bạn đã làm video hướng dẫn rồi đó. Nên là chúng ta chỉ cần làm theo là được rồi. Thề mấy ông cá đâu ra vậy ta? Mấy ông cá này đúng khó chịu luôn. Đấy, chúa mấy ông cá này, ôi hết rồi. Ủa? À nước. Nước hay ngập ở đây rồi. May quá. Mình tưởng là nước vẫn vào thì chết. Chết mày chưa? Tao bảo mày rồi không nghe. Và bây giờ mày sẽ bị đánh hậu quả. Con cá kia. Đáng đời nhà mi. Mày chết rồi. Đợt hơi sai. Con cá nó đã bị sặc nước rồi. Nó bị thiếu nước chứ. Bởi vì nó không ra, nó lại đứng ở nhà mình. Và nó phải chấp nhận số phận như vậy. Thêm một nội cá ở đây rồi xong. Nó bị đè chết luôn mọi người ơi. À, mình sẽ lấy đoạn này. Đoạn này là xong rồi nè. Căn nhà coi như là bắt đầu là đã gọi là xong rồi các bạn. Cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà sắp xong rồi. Chỉ gọi là thêm hình thức, gọi là trang trí các kiểu nữa là đẹp. Đẹp ngay. Khi nào mình chết đuối ở trong nhà ta. Chết đuối trong nhà quê lắm. Rồi ok rồi. Vậy là mình đã lấy được nước ra rồi. Bây giờ thì lấy cái này thì nhanh. Lấy cái này khá là nhanh thôi. Vậy là chúng ta đã có một căn nhà. Nhưng mà mình sẽ đục thêm 4 cái cửa sổ xung quanh nữa cho nó đẹp. Và mình muốn là mình sẽ đi ra, mình sẽ bắt mấy con cá các bạn. Hết rồi à? Thôi lấy kim cương cũng được. Thế nhanh thật, cái xẻng này hư nhanh. Xẻng này hư khá là nhanh. Căn nhà là tuy là có cái này ở đây. Đục 1, 2, 3. 1, 2, 3. Từ từ mình sẽ để cái thủy tinh ở đây cho nó nhanh. 1, 2, 3 này. Vậy là chặt ở đây. Chặt ngay. Chạy thế nào được. Thôi xong rồi. Quên mất là phải đặt ở ngoài. Ôi nhầm, vỗ nhẹ cái hư mất cái cửa. Hư mất cái nhà. Đoạn này bị sao đây? Đoạn này chưa để à? Được chưa? Được rồi này. Và 1, 2, 3. Mình sẽ đặt hai tảng đá ở đây. Thôi xong. Gỗ. Ok. Rồi xong, cậu cá kia cậu đi rồi. Con cá này bị mắc kẹt các bạn ơi. Cá này nó bị mắc kẹt ở giữa luôn. Và bây giờ mình sẽ đoạn này nữa.
đoạn này là thêm một đoạn cuối nữa là xong, kết thúc căn nhà dưới nước. Căn nhà dưới nước của Kiro đã hoàn thành rồi các bạn ơi. Xong rồi. Hồi chết mày chưa con cá kia. Bây giờ thì cần gì ta? Bây giờ thì mình sẽ chế một cái rương công cụ ở đây. Rương công cụ thì xây như vậy nhỉ? Các bạn nghĩ thế nào? Hợp lý không? Quá chuẩn luôn. Và mình sẽ ra ngoài, mình lấy cái lò đã. Lấy nhanh cái lò. Cái lò này là cần dùng cuốc à? Vác cái lò về. Cho nó xin cái lò về. Đâu rồi? Trời hơi tối. Không biết là nó cái lò đặt được không ta? Cái lò là nó có cho đặt ở đấy. Ô, thanh niên này đốt. À, không đặt được. Mình sẽ đặt một cái khối gỗ ở đây để mình đặt cái lò trên này. Thanh niên này bán đồ đúng không? Có gì không? Ông bán cái gì đây? Song chạm trổ là cái gì? Mình thử xem nó là cái gì nhé mọi người. Nó là một cái item để Tết đây. Ok fine. Ok fine. Ok. Ok fine. Ê, với nó mình được cái gì này? Bỏ cá vô lò. Cái này là sủi hả? Sủi gì? Sủi cảo hư. À, ăn vào là bị cái gì đúng không? Thôi không ăn đâu. Mình không bị lừa đâu. Mình sẽ chế mình sẽ xây gọi là gì nhỉ? Mình sẽ làm một cái rương ở đây. Chúng ta có vẻ như là cần rương. Rương đâu rồi? Rương đây. Đặt rương ở góc này đi. Không có than à? Chết rồi. Cái than ra. Chế cái đèn đã, cái đuốc. Đuốc ở đâu ta? Thực ra mình muốn chế cái đèn thôi cơ. Đây. Chứ mình không muốn chế cái đuốc cho lắm. Đuốc nhìn nó thô các bạn. Mình sẽ đặt cái đèn mình sẽ đặt xung quanh đây nhá. Thôi xong, chơi ngu rồi các bạn ơi. Mình quên mất rằng là mình để ở dưới thì làm sao mà mình làm sao mà mình có thể vào được. Chơi ngu rồi, Kiro chơi ngu rồi. Ôi trời ơi. Chặt nhầm đoạn này nữa chứ. Bên này. Vào gấp. À, lưu ý nhá là chúng ta phải bỏ hai cái này ra, chúng ta phải để cho nó còn xuống được chứ mà. Làm hai cái này là không xuống được mọi người ạ. Ok, đây là một gọi là rút kinh nghiệm lần sau không được đặt như vậy nữa. Đặt ở xung quanh đi. Đặt ở đây đi. Đó, rút kinh nghiệm. Hoặc là có thể làm thêm hầm nữa. Ok, thì đây là video chúng ta sẽ xây căn nhà dưới nước của mình. Tạm thời đã xong rồi, mốt mình sẽ trang trí thêm. Các bạn thấy như thế nào? Các bạn thấy căn nhà có đẹp không? Thì đây cũng không phải đẹp lắm, bởi vì mình cũng chưa làm gì nhiều ở ngoài, mình mới xây thôi. Nên là nó cũng bình thường à. Ok, thì các bạn thấy video này hay cho mình xin một like, một share, đăng ký kênh ủng hộ giúp mình nha. Và bây giờ thì mình sẽ kết thúc video ở đây. Tạm biệt các bạn, bye bye.